Việt Nam cuối thập kỷ 70 và đầu những năm 80 của thế kỷ trước. Đất nước vừa ra khỏi chiến tranh và bắt đầu hàn gắn hậu quả của nó trong muôn vàn khó khăn. Tuy nhiên, tình hình thực tế tại Việt Nam lúc đó ít được phản ánh ra bên ngoài, nhất là ra các nước phương Tây, do chính sách bao vây, cấm vận và cục diện thế giới bị chia làm hai phe. Không nhiều phóng viên phương Tây tác nghiệp tại Việt Nam. Đại hội Đảng lần thứ 6 năm 1986 đã mở ra thời kỳ đổi mới về tư duy trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công tác phóng viên nước ngoài. Chào mừng quý vị đến với chương trình Việt Nam và Thế giới của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tôi đang có mặt trước trụ sở của hãng thông tấn AFP tại phố Ngô Quyền, Hà Nội. AFP là hãng thông tấn phương Tây duy nhất có phóng viên thường trú tại Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ và trong giai đoạn tái thiết xây dựng đất nước sau chiến tranh. Trong thời kỳ này, đất nước Việt Nam không chỉ bị cô lập, cấm vận về kinh tế, mà việc kết nối thông tin với cộng đồng quốc tế cũng rất khó khăn. Chính vì thế, các phóng viên thường trú của AFP với vị thế duy nhất tại Việt Nam khi đó đã trở thành một kênh quan trọng để đưa thông tin hình ảnh của Việt Nam ra với thế giới, đặc biệt là tại các nước phương Tây. Phóng viên Việt Nam và Thế giới đã có dịp gặp gỡ với một trong những phóng viên thường trú tại Việt Nam của AFP trong thời kỳ đó. Phố Phùng Khắc Khoan, Hà Nội. Đây là nơi phóng viên Pháp Michel Blanchard đã từng sống và làm việc từ tháng 6 năm 1981 đến giữa năm 1983 với cương vị là trưởng đại diện văn phòng thường trú của hãng thông tấn AFP tại Việt Nam. Những năm đầu 80 là thời kỳ tái thiết đất nước sau chiến tranh. Michel Blanchard là phóng viên thường trú phương Tây duy nhất tại Việt Nam trong giai đoạn đó. Đó là thời kỳ trước đổi mới. Việt Nam là đất nước rất khép kín với thế giới bên ngoài. Có rất ít khách du lịch và doanh nhân nước ngoài. Cấm vận của Mỹ khiến cho nhiều nước quay lưng với Việt Nam. Nước Pháp thì có chính sách hơi khác. Pháp không theo chính sách cấm vận và duy trì hợp tác với Việt Nam ở những lĩnh vực như y tế, văn hóa và giáo dục. La France avait une position un peu différente. Văn phòng thường trú của AFP tại Việt Nam đưa tin về tất cả các lĩnh vực, thời sự chính trị, chính sách ngoại giao, kinh tế, đời sống văn hóa xã hội và những vấn đề khác mà khán giả phương Tây quan tâm. Hồi đó, chúng tôi không làm tin ảnh, mà chủ yếu chỉ gửi bài viết. Chúng tôi gửi khoảng 400 từ mỗi ngày về trụ sở hãng ở Paris. Tác nghiệp lúc đó khá là phức tạp vì không có máy tính. Chúng tôi viết bài trên máy đánh chữ, sau đó chuyển qua máy điện toán về Paris. Thời sự chính trị thì luôn là ưu tiên số 1 của văn phòng AFP tại Việt Nam. Chúng tôi theo sát tình hình thời sự hàng ngày. Tôi đã đưa tin về Đại hội Đảng lần thứ 5, các chuyến thăm của các nhà lãnh đạo các nước, các buổi họp báo. Trở lại thăm Việt Nam lần này, Michel Blanchard cùng với đồng nghiệp cũ, phóng viên ảnh Hoàng Đình Nam của AFP, đến thăm lại ngôi nhà đã từng là văn phòng của AFP cách đây hơn 30 năm, gặp lại những người hàng xóm cũ và ôn lại những kỷ niệm một thời. Tôi bắt đầu làm với lại Michel từ tháng 12 năm 1982. Chủ yếu tin của AFP là khai thác từ báo chính thống thôi. Ngày ấy thực sự là cái tờ Quân đội Nhân dân với tờ Nhân dân thôi. Báo ngày ấy chưa có nhiều như bây giờ, chỉ có mấy tờ chính thôi. Thì mỗi ngày mà đến làm thì phải đọc mấy cái tờ là kỹ lắm. Ngoài ra thì nguồn nữa là ở đoàn ngoại giao thôi. Nhưng mà cái thuận lợi thì sướng lúc ý là không có cạnh tranh. Báo chí bên xã hội chủ nghĩa là chính thôi. Với lợi thế là phóng viên thường trú phương Tây duy nhất tại Việt Nam, phóng viên AFP được tạo điều kiện tác nghiệp và có dịp tiếp xúc với nhiều nhà lãnh đạo của Việt Nam lúc đó. Thời đó, tôi có nhiều dịp tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng. Tôi thấy mình rất may mắn. Tôi cũng có nhiều dịp gặp và phỏng vấn Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch và nhiều thứ trưởng. Thực tế là vị trí thường trú của AFP tại Việt Nam đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với nhiều lãnh đạo cấp cao của Việt Nam. Một số nói tiếng Pháp rất tốt, như ông Phạm Văn Đồng, ông Nguyễn Cơ Thạch. Một số nói tiếng Anh, còn đa phần là chúng tôi có phiên dịch. Chính những cái cuộc trao đổi này cùng thì nó làm cho cái phóng viên các nước người ta hiểu rõ cái đường lối chính sách đối ngoại của Việt Nam hơn, cũng như là nắm rõ được cái tình hình của Việt Nam.
Ông Đinh Quang Tiến là chuyên viên của vụ báo chí Bộ Ngoại giao trong suốt 20 năm, từ năm 1971 đến năm 1990. Cùng với các đồng nghiệp, ông đã hỗ trợ, hướng dẫn và đưa phóng viên AFP đến tác nghiệp tại nhiều điểm nóng, các vùng chiến sự ở biên giới phía Bắc và phía Tây Nam, tạo điều kiện cho họ tiếp cận thông tin trong những điều kiện khó khăn, thiếu thốn của thời hậu chiến. Biên giới Tây Nam, ví dụ như chuyến đi thăm của phóng viên Pháp, AFP, Humanité đi dọc suốt các tỉnh tiếp giáp với biên giới với Việt Nam, Campuchia. Trên cái đường đi ở Đồng Tháp thì đã bị pháo kích. Thì đấy là những cái chuyến đi mà nguy hiểm nhưng mà vô cùng có ý nghĩa. Dù gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh chung của đất nước Việt Nam đầu những năm 80, Michel Blanchard chia sẻ, 2 năm làm việc ở Việt Nam là quãng thời gian đáng nhớ nhất của ông với tư cách là phóng viên thường trú của AFP. Đối với các chuyến đi tác nghiệp xa, thì cá nhân tôi không gặp bất kỳ trở ngại nào. Tôi chỉ cần xin phép trước đó vài ngày. Các bài viết không bị kiểm duyệt trước khi gửi đi. Tôi chỉ phải nộp lưu chiểu cứ 2 hoặc 3 ngày đến vụ báo chí Bộ Ngoại giao. Họ chỉ yêu cầu chúng tôi phải trung thực và phản ánh thực tế những gì diễn ra tại Việt Nam. Trong thời gian ở Việt Nam, Michel Blanchard đã tranh thủ chụp hàng ngàn bức ảnh về đất nước, con người và cuộc sống ở Hà Nội và nhiều vùng miền khác. Những bức ảnh màu hiếm hoi về một thời gian khó của nhân dân Việt Nam những năm 80 của thế kỷ trước đã được triển lãm tại Pháp và Việt Nam, phản ánh tình cảm và sự gắn bó đặc biệt của một phóng viên Pháp đối với đất nước và con người Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy giai đoạn đầu những năm 1980 là một giai đoạn vô cùng khó khăn. Chính phủ và nhân dân Việt Nam nỗ lực khôi phục phát triển kinh tế sau chiến tranh song song với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong thời kỳ đó, mặc dù chỉ có một số lượng ít ỏi ở Việt Nam, nhưng các phóng viên nước ngoài đã góp phần truyền tải những thông tin, hình ảnh về Việt Nam ra với thế giới, để thế giới hiểu hơn về tình hình tại Việt Nam, về đất nước và con người Việt Nam. Để giúp quý vị khán giả hiểu thêm về công tác phóng viên nước ngoài đầu những năm 80 cũng như trong giai đoạn đổi mới sau đó, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật đặc biệt, một nhà ngoại giao kỳ cựu đã có nhiều năm gắn bó với các phóng viên nước ngoài. Bà Phan Thúy Thanh từng là Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao, người phát ngôn Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2003. Làm việc tại Vụ Báo chí Bộ Ngoại giao, bà Phan Thúy Thanh lúc đó được phân công phụ trách hướng dẫn, hỗ trợ các phóng viên thường trú của AFP tại Việt Nam từ năm 1974 đến năm 1981. Từ chuyên viên của Vụ Báo chí, bà trở thành trợ lý người phát ngôn, rồi sau đó là người phát ngôn của Việt Nam trong những năm tháng đất nước mở cửa và hội nhập quốc tế rất sôi động. Bà Phan Thúy Thanh cũng đã từng là đại sứ Việt Nam tại Bỉ, Luxembourg và đại sứ trưởng phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu. Xin được giới thiệu khách mời của chương trình Việt Nam và Thế giới ngày hôm nay là bà Phan Thúy Thanh, nguyên phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2003. Bà đã có rất nhiều năm gắn bó với công tác báo chí và đặc biệt là với các phóng viên nước ngoài. Xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào. Thưa bà Phan Thúy Thanh, để có thể hiểu thêm về công tác phóng viên nước ngoài trong giai đoạn sau chiến tranh và cho đến giữa những năm 80 thì cần phải hiểu rõ được tình hình và bối cảnh lúc đó của Việt Nam. Đó có phải là một giai đoạn rất khó khăn không thưa bà? Có thể nói là sau cái niềm vui giải phóng thì chúng ta gặp vô vàn khó khăn. Đó là cái khó khăn mà do những cái cuộc chiến tranh để lại. Khó khăn trong chúng ta đang phải đối mặt với 2 cái cuộc chiến tranh ở vùng biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Rồi là chúng ta đang bị cấm vận, rồi lại dòng người ra đi. Tình hình của đất nước là như vậy, bối cảnh thế giới thì cũng không thuận lợi. Phương tiện thông tin đại chúng của chúng ta cái thời đó là rất, có thể nói là rất là yếu. Và chúng ta cũng chưa hòa nhập được ra với thế giới bên ngoài. Cho nên là cái yêu cầu cao nhất của chúng ta thời đó là làm sao mà chúng ta có thể đưa được một cái hình ảnh của một cái đất nước Việt Nam đang phải cố gắng hết sức để mà giải quyết những cái khó khăn của cái thời kỳ chiến tranh để lại, đang bước vào một cái thời kỳ mới là thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đất nước và dần dần tiến tới hòa nhập. Trong giai đoạn đó thì AFP là cái cơ quan thường trú duy nhất của phương Tây tại Việt Nam ạ. Thì chắc hẳn là bà cũng có nhiều kỷ niệm với các phóng viên của AFP trong cái quá trình hỗ trợ họ tác nghiệp tại Việt Nam đúng không ạ? Chúng ta nên quay trở lại lịch sử một chút là tại sao họ
lại là phóng viên phương Tây duy nhất ở Việt Nam thời đó. Bởi vì là ngay từ sau Hiệp định Geneva thì chúng ta đã, trước đấy chúng ta đã có phóng viên AFP rồi. Và mặt khác thì chúng ta cũng đã có phân xã thường trú ở Paris. Thế và cũng phải nói rằng là trong suốt cái thời gian cho đến cái năm 91-92 đấy, thì rất nhiều các hãng tin lớn ở trên thế giới như AP, rồi thì là BBC, rồi thì là ABC, rất nhiều lắm, đều yêu cầu mở văn phòng thường trú ở chúng ta, nhưng chúng ta vẫn ưu tiên cho AFP, bởi vì có một cái quá trình lịch sử trong quan hệ giữa ta với Pháp, có một cái quá trình lịch sử rằng bản thân các hãng tin của AFP là tương đối khách quan, thì chúng ta ưu tiên cho AFP. Và tôi nghĩ rằng là AFP người ta hiểu cái điều đó. Cái điều đấy nó cũng buộc rằng là các cái tổng xã, lãnh đạo của tổng xã AFP gửi sang Việt Nam những phóng viên mà phù hợp với, có một cái quan điểm nó tương đối khách quan về Việt Nam. Là một chuyên viên của vụ báo chí, bà có thể chia sẻ thêm về công tác với phóng viên nước ngoài, đặc biệt là với phóng viên phương Tây trong thời kỳ đó không ạ? Phải nói là bản thân cái quy chế hồi đó của chúng ta đấy là mang cái tên là quy chế quản lý hoạt động của các phóng viên nước ngoài Việt Nam, thì nó vẫn mang tính chất là chúng ta quản lý nhiều hơn. Đấy là một điều thẳng thắn mà chúng ta nói. Mặc dù trên thực tế có thể là chúng ta sẽ có những cái linh hoạt trong cái giúp đỡ phóng viên, nhưng mà cái quy chế là một quy chế tương đối chặt chẽ. Nó sẽ chặt chẽ từ cái việc mà visa, anh chỉ có thể có thời hạn visa vào 6 tháng, hay là cái yêu cầu hoạt động ấy, thì anh phải gửi trước khoảng 5 ngày. Thế thì cái quy chế này tôi nghĩ là cũng phần nào đấy nó là an toàn cho những người làm công tác tuyên truyền đối ngoại. Nhưng mà trên thực tế đấy, thì với những cái người mà làm trực tiếp thường xuyên với phóng viên nước ngoài, với những cái đồng chí mà người ta hiểu được cái cấp thiết của cái việc phải đưa tin ấy, thì người ta sẽ có những hình thức linh động để giúp đỡ. Nhưng thí dụ không phải là địa phương nào hay là không phải là bộ ngành nào trong cái thời kỳ đó đều hiểu rằng là tôi có trách nhiệm phải cung cấp thông tin cho phóng viên nước ngoài, thì có thể là chính cái quy chế đấy nó lại bó buộc, có phần nào gây khó khăn cho phóng viên. Hay là như tôi nói, những chuyến đi công tác ấy mà, bao giờ cũng thế, một chuyến đi ấy, là rất nhiều phóng viên đi cùng. Tổ chức một cái hoạt động gì đấy là thường thường là cả một đoàn phóng viên. Cái đấy chúng ta cũng phải nhớ là bao giờ báo chí người ta cũng muốn là được đi riêng, có exclusive. Nhưng mà mình mà cứ tổ chức một chuyến đi riêng thì không được, bởi vì là lấy phương tiện vật chất cũng không có nữa. Đối với lại các phóng viên mà bạn bè hữu hảo thì có khi đối với người ta nó chả thành vấn đề gì cả. Nhưng mà đối với các phóng viên mà có thể là như phương Tây ấy, thì người ta không quen với cái nếp làm việc như thế. Người ta không quen và người ta có thể nghĩ rằng đấy là một sự khắt khe, một sự e dè. Chứ người ta cũng hiểu rằng chúng ta không kiểm duyệt, bởi vì người ta muốn viết được cái theo ý người ta cơ mà. Mình có ngăn người ta đâu. Từ sau năm 1975 đến giữa thập kỷ 1980, trái ngược với số lượng ít ỏi của các cơ quan báo chí phương Tây tại Việt Nam, thì số lượng của các cơ quan báo chí của các nước xã hội chủ nghĩa và của các đảng cộng sản lại rất đông đảo, phải không thưa bà? Sau những năm 80, trước khi mà phe xã hội chủ nghĩa mà tan rã hoặc là chấm dứt cái chiến tranh lạnh đấy, thì phải nói rằng là gần như là 100% các phóng viên, các cái văn phòng thường trú ở Việt Nam là các phóng viên xã hội chủ nghĩa. Của riêng Nga tôi nhớ là phải có đến 5 hãng của TASS này, của Novosti này, của Izvestia này, của Kosmonskaya Pravda này, rồi là Pravda này là vô tuyến truyền hình. Thế rồi là của Đức thì có ADN, thế rồi là của Hung thì có MTI này, thế rồi là Tân Hoa Xã. Rồi thỉnh thoảng các cái phóng viên bất thường ấy, của xã hội chủ nghĩa mà vào theo con đường hợp tác văn hóa ấy, thì như là Bulgari này, Rumani này là cũng vào nhiều lắm. Phải nói rằng là chúng ta nhờ vào cái lực lượng các cái phóng viên của các nước xã hội chủ nghĩa đó mà người ta truyền tải một loạt các thông tin ra bên ngoài, và nó giúp chúng ta rất nhiều trong cái việc mà tranh thủ được cái sự ủng hộ và cái sự giúp đỡ của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa đối với lại cái công cuộc xây dựng, công cuộc kháng chiến của chúng ta. Chỉ đưa tin về Việt Nam, rất nhiều trong số những phóng viên thường trú của các nước xã hội chủ nghĩa hoặc của các đảng cộng sản đã trở thành những người bạn, những người anh em gắn bó thân thiết với Việt Nam. Câu chuyện về một gia đình có hai thế hệ cha và con cùng là phóng viên thường trú của thông tấn xã TASS tại Việt Nam là một minh chứng sống động cho sự gắn bó đó. Ngôi nhà số 23 phố Cao Ba Quát tại Hà Nội
hiện là văn phòng đại diện của UNESCO. Đây từng là trụ sở thường trú của hãng thông tấn lớn nhất Liên Xô, TASS, tại Việt Nam trong vòng gần 4 thập kỷ, từ cuối những năm 50 tới năm 1993. Ngày 15 tháng 8 năm 1988, phóng viên TASS tại Việt Nam đưa tin từ Hà Nội xây dựng những khu nông nghiệp đặc biệt để trồng rau củ quả xuất khẩu. Đây chỉ là một trong hàng nghìn tin về Việt Nam của phóng viên thường trú TASS tại Việt Nam từ năm 1988 tới năm 1993, Alexander Denisovich. Những công trình xây dựng, khôi phục nền kinh tế sau chiến tranh, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam bắt đầu như thế nào? Đó là những chủ đề chính mà phóng viên TASS đưa tin về Việt Nam trong những năm đầu đổi mới tại Việt Nam. TASS rất tích cực đưa tin về đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Như chúng ta đã biết thì năm 1987, Việt Nam phê chuẩn luật về đầu tư nước ngoài và những công ty nước ngoài bắt đầu tới Việt Nam đầu tư. Chủ đề này rất hấp dẫn chúng tôi vì Việt Nam hướng tới nền kinh tế thị trường, còn Liên Xô vẫn là nước xã hội chủ nghĩa. Đầu những năm 90 là những năm rất khó khăn của nước Nga. Các phóng viên của hãng APN, RIA Novosti hiện nay, các báo Sự Thật, Tin Tức, Lao Động, Sự Thật Komsomol của Liên Xô phải rời Việt Nam, chỉ còn lại TASS. Năm 1997, Yuri Denisovich trở thành phóng viên thường trú của TASS tại Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp của cha mình. Trong những năm làm việc ở Việt Nam, bố tôi đã có những người bạn rất tốt. Đó là đại diện của giới báo chí, các cơ quan nhà nước, giới trí thức. Đó chính là kinh nghiệm giao tiếp rất giá trị và rất có ích cho công việc của tôi hiện nay, bởi vì những tình cảm chân thực có được từ những năm 80 đã vượt qua được thử thách của thời gian, đứng vững và trở nên sâu đậm. Yuri Denisovich đến thường trú lần đầu tại Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2001. Sau đó, ông quay lại Việt Nam vào năm 2006 và gắn bó với Việt Nam từ đó đến nay. Đề tài ưu tiên hiện nay của chúng tôi là quan hệ song phương Nga-Việt, những thành tựu kinh tế của Việt Nam, bởi vì Nga hiện nay rất quan tâm tới phát triển kinh tế của Việt Nam, không chỉ quan tâm mà còn mừng cho Việt Nam, lấy Việt Nam là tấm gương. Hợp tác văn hóa giáo dục cũng là một đề tài tôi rất quan tâm. Gắn bó với Việt Nam từ năm 12 tuổi khi cùng bố và mẹ sang Việt Nam, phóng viên TASS tại Việt Nam Yuri Denisovich đã trực tiếp chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm đổi mới cho tới ngày nay. Với anh, đó là điều thật may mắn. Cũng như bố mình, Yuri không chỉ là phóng viên đưa tin về Việt Nam mà còn là người bạn tốt của Việt Nam. Đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 12 năm 1986 đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện đất nước, đặc biệt nhấn mạnh đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế. Đổi mới về tư duy cũng được thể hiện trong lĩnh vực thông tin đối ngoại và công tác báo chí với phóng viên nước ngoài. Cuối những năm 80, với sự tan rã của phe xã hội chủ nghĩa, hầu như toàn bộ các hãng thông tấn báo chí thường trú của các nước xã hội chủ nghĩa đã rút khỏi Việt Nam. Cũng từ giai đoạn này, đất nước Việt Nam đổi mới với những thành tựu về kinh tế xã hội trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Một trong những ưu tiên khi đó là làm thế nào để thế giới hiểu và đón nhận một hình ảnh Việt Nam đổi mới, sẵn sàng từng bước hội nhập quốc tế để từ đó có những bước thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Thưa bà Phan Thúy Thanh, Đại hội 6 vào tháng 12 năm 1986 có thể coi là một bước ngoặt đối với công tác thông tin đối ngoại cũng như là trong cách tiếp cận với các phóng viên nước ngoài. Vậy thì sự thay đổi về tư duy này được biểu hiện như thế nào ạ? Cái nhận thức của chúng ta nó là một cái nhận thức chuyển dần dần. Phải nói một cái thực tế như này, nếu mà đánh giá được cái tầm quan trọng của tất cả các cái phóng viên phương Tây hoặc các cái hãng tin phương Tây ấy, thì nó phải là một cái nhận thức chung. Để bỏ bớt được cái sự e dè đi, tôi nghĩ rằng kể từ sau cái đại hội 6 của chúng ta ấy, là đúng như là một cái sự cởi trói về cái hoạt động của báo chí và đặc biệt là báo chí nước ngoài. Thì nó mới dẫn đến sau đấy tiếp đến cái chuyện mà chúng ta, cứ bắt đầu từ đại hội 6 là chúng ta đã lần đầu tiên là chúng ta đã cho các cái phóng viên nước ngoài được tham dự vào cái hoạt động báo chí, chứ còn trước đấy tôi nhớ là không có đâu. Thế rồi là tiếp sau đấy là chúng ta bắt đầu nghiên cứu dần dần cho đến việc là mở rộng cho các cái hãng thông tấn nước ngoài hay các cái của phương Tây khác ngoài AP vào thường trú tại Việt Nam.
Có thể nói là đã có một làn sóng các phóng viên nước ngoài đến Việt Nam để đưa tin rồi làm phim tài liệu. Vậy thì theo bà tại sao mà Việt Nam thời kỳ đầu đổi mới lại thu hút các phóng viên phương Tây như vậy ạ? Khi mà chúng ta bắt đầu cái đổi mới, trước hết là phải thấy rằng tại sao tất cả các nước phương Tây người ta rất quan tâm đến mình. Bởi vì trước hết đây là vấn đề lợi ích. Người ta sẽ tìm xem là người ta có thể làm được cái gì ở Việt Nam này không. Đấy. Thế cái thứ hai nữa là người ta cũng xem là cái đất nước này trước đây là một cái đất nước toàn là ở trong cái thời kỳ chiến tranh thôi, đất nước khép kín nữa. Đấy. Thì bây giờ nó sẽ là một cái đất nước như thế nào? Nó là lợi ích, nó là cái sự quan tâm, nó là cái sự tò mò, nó là một cái sự khám phá. Nhưng mà trên hết nó là vấn đề lợi ích. Tháng 6 năm 1991 tại Hà Nội, sau thành công của Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 7, Tổng Bí thư Đỗ Mười lần đầu tiên tổ chức họp báo quốc tế. Các vị lãnh đạo như cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, cố Bộ trưởng Nguyễn Cơ Thạch, Tổng Bí thư Đỗ Mười, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thường xuyên tiếp xúc và trả lời phóng viên. Từ năm 88 đến năm 89, Bộ Ngoại giao bắt đầu tổ chức họp báo thường kỳ 2 tuần một lần. Chính sách đối ngoại hội nhập, quá trình bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông phương Tây. Từ năm 1992, cho phép các cơ quan báo chí, đặc biệt là Mỹ, mở văn phòng thường trú tại Việt Nam. Năm 1996, đã có 29 văn phòng báo chí phương Tây và Nhật Bản được phép thường trú tại Việt Nam. Thủ tục xét duyệt cho các phóng viên và hoạt động ngắn hạn tại Việt Nam cũng thông thoáng hơn rất nhiều, đặc biệt là tại các sự kiện lớn như kỷ niệm 20 năm thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1995, Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ năm 1997, Hội nghị cấp cao ASEAN năm 1998. Thưa bà, đâu là những vấn đề mà các cái phóng viên, các cái hãng thông tấn họ đặc biệt quan tâm tại Việt Nam trong giai đoạn đó ạ? Chúng tôi tổng kết những cái bài viết ấy, những cái hãng như là AP rồi thì là Dow Jones rồi thì là mọi, thì hàng năm người ta có thể đưa đến khoảng độ gần hơn 1.000 cái tin về Việt Nam. Thế Reuters là hãng tin đưa nhiều nhất, khoảng phải đến gần 2.000 cái tin về Việt Nam ấy, thì phải đến khoảng độ 40% là những cái tin đưa là về kinh tế. Sau đấy thì tôi nghĩ những vấn đề nội bộ của Việt Nam, ta sẽ phản ánh những cái mà liên quan đến du lịch của Việt Nam này, liên quan đến những cái vấn đề về giáo dục này, vấn đề y tế này, và những vấn đề mà nó xảy ra như là lũ lụt này, ví dụ như là dịch bệnh này, những cái mà Việt Nam bị ảnh hưởng. Thì cũng nhờ có những cái hãng tin này ấy, người ta đưa tin rất là kịp thời, rất là đầy đủ, mà chúng ta cũng nhận được rất là nhiều cái sự giúp đỡ của bên ngoài. Những bài báo, những bài viết của các phóng viên phương Tây về Việt Nam đã góp phần như thế nào vào việc thay đổi cách nhìn nhận của các nước phương Tây về Việt Nam? Với cái sự có mặt của các cái phóng viên mà cái thời kỳ đó chúng ta đã uyển chuyển là cho rất nhiều phóng viên vào. Cái lượng phóng viên vào là chưa bao giờ nhiều như vậy. Có những người thực sự mà nói có những cái lý do cá nhân nào đấy, người ta có một cái nhìn nó vẫn còn mang tính chất là không thiện chí lắm với Việt Nam. Đôi khi là hằn học chẳng hạn. Thế nhưng mà một khi mà chúng ta có một cái thiện chí, chúng ta cho mời người ta vào, thì người ta chứng kiến tại chỗ tất cả những cái gì đang diễn ra ở Việt Nam. Người ta cảm thấy người ta được hòa vào cái nhịp chảy của Việt Nam. Người ta cảm thấy người ta được đón tiếp một cách vui vẻ và người ta thay đổi rất nhiều. Rất nhiều bài viết có lợi cho chúng ta trong cái thời gian này. Và rất nhiều người người ta có cái chuyển đổi về cái suy nghĩ. Sau chiến tranh, nhiều phóng viên phương Tây đến làm phim viết bài về Việt Nam, chủ yếu để xem xét lại cuộc chiến tranh Việt Nam và nguyên nhân tại sao Mỹ lại thua cuộc. Bức ảnh này là tôi cùng với đoàn làm phim Mỹ, Anh, Pháp. Lúc đó làm bộ phim Việt Nam trên lịch sử truyền hình. Và đây là trên đường đi từ Hà Nội lên Điện Biên Phủ. Đoàn phim này đi từ Lạng Sơn đến tận mũi Cà Mau. Không chỉ mà ở Mỹ mà bộ phim này được chiếu ngay một lúc ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp. Do vậy thì cái tác động nó rất lớn. Sau đổi mới, đặc biệt là từ đầu những năm 90, Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông phương Tây. Nhiều người trong số họ là những phóng viên kỳ cựu đã từng tác nghiệp tại Việt Nam trong chiến tranh, nhưng cũng có rất nhiều phóng viên trẻ chưa từng đến Việt Nam trước đó.
David Lamb, từng là phóng viên chiến trường tại Sài Gòn cho hãng thông tấn UPI, United Press International. Sau chiến tranh, ông quay lại Việt Nam làm trưởng đại diện văn phòng thường trú của thời báo Los Angeles tại Hà Nội. Trở lại Việt Nam vào thời điểm hơn 10 năm sau đổi mới, David Lamb đã viết cuốn sách Việt Nam Now, A Reporter Returns. Đặc biệt, ông dành hẳn một chương trong cuốn sách để nói về đổi mới. I want to write that because to show the two different perspectives. Tôi viết cuốn sách này để cho thấy hai phương diện khác nhau của Việt Nam và cho thấy những điều đã xảy ra ở đây từ sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975. Rất nhiều người Mỹ đã lãng quên Việt Nam. Những đổi thay về kinh tế rất đáng kinh ngạc. Vậy nên, tôi muốn cho độc giả Mỹ thấy rằng đất nước này đã vượt qua chiến tranh và vươn lên trong hòa bình. David Lamb đã trở thành một người bạn thân thiết của Việt Nam. Ông đã vĩnh viễn ra đi ngày 6 tháng 6 năm 2016 vì bệnh ung thư. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam lại mất đi một người bạn tốt, những nhà báo mà có tâm huyết với lại cái sự nghiệp của nhân dân Việt Nam. Cái sự nghiệp mà đi từ chiến tranh cho tới hòa bình. Đầu những năm 1990 là thời kỳ nổ rộ các văn phòng thường trú của truyền thông phương Tây hay các nước châu Á và Đông Nam Á tại Việt Nam. Thời kỳ cao điểm có tới 29 văn phòng thường trú đặt tại Việt Nam, chưa kể số lượng lớn phóng viên quốc tế đến đưa tin tại các sự kiện quốc tế quan trọng tổ chức tại Việt Nam. Khi bắt đầu đổi mới thì chúng ta có những cái người mới, ví dụ như của Catherine Cano chẳng hạn, là những người chưa biết đến chiến tranh Việt Nam. Họ là những cái người viết về Việt Nam bây giờ. Thời mới đổi mới thì cái độ mở của đối với cho hoạt động của báo chí nó cũng tăng dần lên. Phương Tây quan tâm đến Việt Nam cũng như là bây giờ thế giới quan tâm đến Myanmar hay là đến Cuba thì ngày đó Việt Nam là cũng ở trong cái vị thế đó. Bản thân cái sự thay đổi của Việt Nam thông qua cái công cuộc đổi mới mà chúng ta hay giới thiệu ra bên ngoài thì đã có sức hút đối với lại báo chí nước ngoài. Thưa bà, trong suốt thời gian công tác của mình, từ khi là một chuyên viên của vụ báo chí đến khi là người phát ngôn của Bộ Ngoại giao, bà có những trăn trở mong muốn gì để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động báo chí của các phóng viên nước ngoài tại Việt Nam ạ? Tôi nghĩ là cái trăn trở lớn nhất không phải của riêng tôi đâu, mà của tất cả những anh em mà làm công tác báo chí đối ngoại đấy, đó là làm sao mà sửa đổi, cải tiến cái quy chế hoạt động của phóng viên nước ngoài của chúng ta. Cái bất hợp lý, thí dụ như là cái thời hạn có mặt này, thời hạn không có mặt này, thời hạn đăng ký này, thế rồi hay là cái thời hạn cho phóng viên hoạt động ở Việt Nam đấy, thì cũng phải sửa đổi dần dần. Thì tôi thấy rằng là đến bây giờ cái quy chế mới của mình ấy là đã có rất là nhiều cái nó đổi mới rồi, nó đổi nhưng vẫn cứ phải hoàn thiện hơn nữa. Chúng ta cố gắng làm sao để mà tranh thủ và tận dụng hơn nữa cái lực lượng báo chí nước ngoài, những cái lực lượng phóng viên mà đang thường trú ở Việt Nam cũng như cái lực lượng phóng viên bất thường vào Việt Nam với một con số rất là đông đảo để mà người ta góp phần nâng cao cái hình ảnh của Việt Nam ở bên ngoài. Một lần nữa xin cảm ơn bà Phan Thúy Thanh về cuộc trò chuyện rất thú vị ngày hôm nay. Xin cảm ơn. Thưa quý vị và các bạn, sau 30 năm đổi mới, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Trong suốt quá trình đó, công tác phóng viên nước ngoài đã góp phần giới thiệu những thành tựu của công cuộc đổi mới, đồng thời cũng là cầu nối để giới thiệu hình ảnh của một đất nước Việt Nam hội nhập và phát triển đến với cộng đồng thế giới. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này cũng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.